Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có nhận bảo dưỡng vệ sinh bố tháng đi trước, cũng như là thay cái bóng đèn cho chiếc Attila. Chiếc xe này thì Victoria, đời cũng khá là cũ rồi anh em ha. Cái xe này đi quá lâu rồi, chủ xe cũng không có bảo trì bảo dưỡng vệ sinh xe, cho nên cái phần bố thắng này nó rất là cứng. Và cái bố thắng xe thì đi cũng không có coi, nó cũng hết bố rồi. Và nó cũng khuyết luôn cái đĩa của xe. Đi hết bố. Còn chút xíu nó vô tới sắt rồi. Đi hết bố và đổ nhớt vô luôn. Chiếc xe này chủ xe đi hết bố luôn. Rồi thấy nặng quá rồi đổ nhớt vào để cho nó đừng có nặng, cũng như là nó không có bị kêu két két. Đó, mấy cái xe mà hết bố thì nó đi kêu két két nha anh em. Chủ xe này không có thời gian và cũng không có chú ý đến xe, cho nên cũng không biết xe nó như thế nào. Đó, và cái xe này cũng đổ cái dầu ra, đổ cái dầu thắng ra, thì dầu thắng nó chỉ còn có tí xíu thôi, nó cũng khoảng chừng hai nắp nhớt thôi chứ cũng không có nhiều. Đó anh em thấy nhớt này nó cũng không còn là nhớt nữa, dầu thắng này nó đã cạn rồi và nó cũng đã biến chất, nó giống như là thành nước sình chứ không còn là dầu nữa. Đó thì xe mà không có bảo dưỡng thì mình thắng nó rất là khó chịu nha anh em, thắng nó không có ngon. Bây giờ thì cũng phải cậy các lớp đất đá, đất cát ở bên trong. Đấy, nó bám rất là nhiều. Xe này đi tính ra cũng cả hơn 10 năm mà không có làm gì hết. Đó thì hiện giờ nếu mà cái dòng xe Attila này nó rất là ngon nha. Nhưng mà tại vì do mình sử dụng, mình bảo dưỡng nó không có đúng, nó không có đều đặn định kỳ, cho nên cái xe nó càng ngày càng dở thôi. Và một phần nữa là cái giá trị xe này nó cũng thấp rồi, nó không có cao. Nếu mà tính ra cái tiền bảo dưỡng bảo trì thì tính ra có khi là nó còn mua được chiếc xe nữa. Đó, cho nên hầu như là những chiếc xe Attila này bây giờ người ta không thèm bảo dưỡng luôn, người ta chỉ mua để đó để chạy thôi, để đi cày thôi, nó còn chạy được là chạy thôi, không có bảo dưỡng. Thì xe anh em, nếu mà anh em muốn xe mình nó bền, xe mình nó đi được ngon á, thì anh em nên vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên ha. Thì xe này nó cũng là hơn 10 năm và nó cũng đi được hơn 50.000 cây anh em. Chiếc xe này hồi trước đây thì mình có bán chiếc xe này cho cái người khách này á. Đó, mình bán cũng lâu lắm rồi, bán đầu năm 2008. Đó, thì họ sử dụng cho tới bây giờ luôn. Và giá trị xe này nó không có nhiều, nó không có còn nhiều, cho nên người ta cũng ngại đi bảo trì bảo dưỡng, bởi vì cái tiền bảo trì bảo dưỡng có khi nó còn mua được chiếc xe. Đó, cho nên những chiếc xe này họ chỉ để đi thôi, thay nhớt thôi. Đó, cho nên xe nó xuống cấp rất là nhiều, và đi một thời gian nữa mà không có kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thì xe nó cũng sẽ quăng luôn, bỏ luôn, không xài nữa. Đó, thì đó là cái tình trạng chung của những chiếc xe Attila. Còn nếu mà không phải xe Attila, những dòng xe Honda có giá trị cao anh em, thì anh em cũng nên bảo trì bảo dưỡng cho xe của mình nó được chạy ngon ha. Đừng có tiếc vài trăm ngàn để bảo trì bảo dưỡng. Tuy nhiên á, nó có khi là nó ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình, nếu mà chiếc xe nó đi mà nó không có thắng, không còn thắng nữa. Đó, nó mất đi cái áp lực thắng. Thì xe này nó cứng, nó rít quá rồi, bây giờ thì cũng phải vệ sinh sạch sẽ để đi cho nó ngon, thay bố mới để đi cho nó ngon lành.